Mến chào các bạn đến với kênh Mary Lê Lu. Bữa nay nhiều Hôm người nay là bán sáng thứ năm, đồ. mình đưa mẹ đi chợ trời, còn gọi là chợ Trời trồng chua. hổm ở tại Sacramento. Đông Thì các ơi, bác trồng rau đông nè, bán. trồng cây ăn trái ở nhà, ở vườn Bữa nhà, nay xong rồi chợ trời đem ra một cái đường xả như nữa vậy nè. nè, rồi họ bày Ủa ra cây này cái to kế ghê. nhau vậy đó, rồi họ bán. Chắc có tuổi Nữa. rồi, không có việc gì làm cho nên trồng trọt tại vì ngồi không chịu không nổi. Còn người mua cũng vậy, Có chắc cũng muốn thích đi chợ này mua giống như mẹ của Mary, đi mua để lá cho đỡ lốt nhớ quê hương, mua môn những cái cắt cây rau củ quả mà nhà mình quá không có, thì trời tương đối ở đây cũng rẻ ủi hơn là đi vô chợ. Với lại đi tới đi lui mua ngoài này thấy cũng có hay hay, cái khung comment cảnh, cái chợ box. nó cũng có cái gì đó dễ Wow. thương, nhớ nhớ quê hương Quê thật. hương Hôm nay mình nhận xét ra là thấy được một ông Mỹ cũng đứng bán nho, rồi những người mua không phải là Việt Nam không, mà cũng có những người quốc gia khác họ cũng đến mua, như Ấn Độ nè, rồi spicy? có vài người Phi nữa họ cũng đến mua. Thì hôm nay thấy nhiều nhiều, tại vì mình đến sớm á, 9:30 sáng thì mình đi ra thì mình thấy nhiều, chứ hồi trước mình ra khoảng 11 giờ thì nó hết rồi, với lại nó vắng lắm. Thì hôm nay mẹ mua được cái ớt, Trời trời. rồi Hôm nay họ bán nhiều vài ghê. bó đậu lan. Mẹ nói là Đường chắc cũng có bán về lấy nữa. đậu ăn rồi lấy cộng trồng thử. Ngang đường thì nó có mấy cái Trời, sạp bầu. họ cũng bán bên Tới đó, dân nhưng chú mà ở phải đi đây bộ nữa. ngang đường. Sau lưng những cái sạp đó thì họ có cái vườn bắp gọi là bắp Lào, thì họ cũng hái bắp đó họ bán. Nhưng mà phía đường bên đây thì Hôm nay họ giống nhiều như quá. là bán nhiều Ủa, hơn. chảy chánh cửa. Nho Thì tươi. hôm nay chỉ có đi phía Quá bên đây trời. thôi, không có đi bộ ngang Hôm nay đường qua đông bên ha. kia, tại bên đây cũng khá nhiều Hôm nay và đông bán lắm. củ Tụi mình quả ra rất là sớm á nhiều mẹ, luôn. cho nên Thì cũng cây ớt vui, kìa nó cũng thấy đỏ rồi các bác nè. Ớt cũng nhà ăn không dễ hết rồi, mua thương, làm chi. bán mời vui vẻ, không Chắc có trứng thúc vịt đẩy. muối. Đây thấy cái thùng này là thùng trứng vịt hay gì đó, nó muối trắng trắng hay cái gì trắng Cái trắng này trong cái xào thùng. tôm cũng Thì ngon lắm lần này thấy nè. cái đó là lần đầu tiên đó, Nướng đi ăn chắc chừng giờ không có thấy nướng ha. nóng. Rồi bầu bí đó là nhiều luôn, mướp cũng rất là nhiều luôn. Thì chung chung là các bác Ủa bán bộ mày giống để giống mua trước rồi nhau, đó hả? có Mua mày một đã mua trước rồi đó hả? Ô vậy vài bác thì là có cái thứ mẹ khác đã gọi khác, nướng còn đa số vịt thì giống muối. giống nhau, giá cả cũng giống giống nhau, từ 1 đồng đến 2 đồng đến 3 đồng, cho nên là thì mình mua ai cũng được, Ờ nhưng bác mà nhiều người vậy bán sợ thì nhiều đó. Hôm nay ha. rất là vui, khí hậu rất là Cần tốt đẹp, cua gì mà mừng rau cải thì rất tơi. là tươi, mà mình đi sớm cho nên Rồi tha hồ cho mẹ cần lựa. đủ Rồi loại mọi ớt người nè. đi chợ với Quá mình chút xíu trời nha. luôn. Rau mơ nè, mua cây rau mơ này về trồng được nè. Nhà mình không còn chỗ trồng con. Khổ gì đó, nhét xuống nè, lá lốt đầy nè. Lớp này giống của mình nè, cái loại giống lá. Dạ, cái loại này cây nhiều, là cây dữ lắm. Ồ, loại này nhà có rồi, ăn Cái thằng này. Video đến đây kết thúc, không đi chợ nữa. Hẹn các bạn video kế tiếp. Mong mọi người một ngày tốt đẹp, an lành. Goodbye.